Con cái gì đấy? Cháu ra khói cho cháu, ra khói nhanh lên. Vào đây. Thả đây, thả giấy vào đi các cụ. Khói Nhật ơi, ra đây con. Khói mà con cứ đứng đây khói quá. Như mây. Con đang đứng cả cây này. Rồi là ngã con. Đi vào đi Minh Châu ơi. Đi vào trong này mau. Đi vào, Nhật đi vào. Nhật ơi, dạng này con. Đứng gió khói con à, Nhật ơi. Đấy được rồi, sợ. Đâu. Mà cái này còn cái này nữa. Dạ. Từ từ, có hết đâu thì có đó, thịt chó và con tôm. Thịt chó và con tôm. Con tôm đúng rồi. Ờ chị Minh Châu bỏ ra cái tay đau tay Nhật. Minh Châu. Đây đây. Các bạn chờ đấy đi. Tối nay Nguyệt Khai chú ăn ăn nhá. Hi. Nhật ơi. Nhật ơi đi ra đây chơi Nhật ơi. Nhật ơi. Nó chị Nguyệt gọi chị Nguyệt về.
nhà của nhà chú nhá, đây mua ngoài 4 cái nữa mà Khải. Mua thêm này gì? Đây cho nhà cái mảnh này. Ông cái đạch mà cười. Yeah.